Thưa quý vị, ghi dấu 30 năm thành lập tỉnh, nhiều công trình có ý nghĩa đã được triển khai vừa để chào mừng sự kiện trọng đại, vừa tạo thêm nền tảng cho tiến trình xây dựng phát triển của tỉnh. Đại dịch COVID-19 bùng phát trong lần thứ tư và kéo dài xuyên suốt với mức độ nghiêm trọng hơn những lần bùng phát trước đó. Đây cũng là thời điểm Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng. Cuộc chiến với COVID càng cam go hơn. Từ ngày 19 tháng 7, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng giãn cách phòng dịch theo chỉ thị 16 của chính phủ. Giãn cách nối tiếp giãn cách cả trong thời điểm thành lập tỉnh 12 tháng 8. Hàng loạt hoạt động không thiết yếu phải tạm dừng để phòng chống dịch. Những công trình xây dựng cũng phải tạm dừng, nên nhiều công trình chào mừng 30 năm thành lập tỉnh hiện vẫn chưa thể hiện hữu hoặc khởi công theo kế hoạch. Một trong 8 công trình trọng điểm được khánh thành hoặc khởi công trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là chung cư tái định cư phường Tháng Tam, thành phố Vũng Tàu. Công trình góp phần tạo quỹ tái định cư cho thành phố, xây dựng trên diện tích hơn 6.000 m², quy mô 21 tầng với 504 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 580 tỷ đồng. Đại dịch COVID-19 bùng phát, việc vận chuyển thiết bị, vật liệu, điều động lao động kỹ thuật từ thành phố Hồ Chí Minh bị gián đoạn, tiến độ công trình cũng gián đoạn. Dịch bệnh đang dần được kiểm soát, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu, chủ đầu tư công trình đang kết nối lại với các đơn vị thi công để có thể tiếp tục ngay từng phần việc khi thành phố Vũng Tàu được nới lỏng giãn cách. Chúng tôi cố gắng là đưa những cái hạng mục thi công an toàn, ít công nhân vào thi công trước. Sau đó chúng tôi có một cái kế hoạch tổng thể khi mà bắt đầu có cái nới lỏng giãn cách của các địa phương thì các nhà thầu phụ từ Sài Gòn sẽ cố gắng xuống thực hiện các cái hạng mục sớm, các cái trang thiết bị cũng cố gắng được giao sớm. Trên diện tích gần 44 hectare, dự án công viên Bà Rịa có ý nghĩa rất quan trọng, vừa góp phần cải tạo môi trường sinh thái đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao cho người dân thành phố Bà Rịa. Dự án có tổng mức đầu tư 714,3 tỷ đồng. Công trình thi công đạt 90% khối lượng và đang gấp rút hoàn thiện, thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng giãn cách phòng dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đơn vị thi công dự kiến tiếp tục hoàn thiện công trình nhưng ở mức độ hẹp. Tuy nhiên, phương án sản xuất 3 tại chỗ khó khả thi do người lao động cư trú ở nhiều địa bàn, phương tiện, thiết bị, vật liệu, vận chuyển cũng khó khăn nên công trình đành dang dở. Sẵn sàng tăng tốc hoàn thiện công trình là tâm thế mà chủ đầu tư cho đến đơn vị thi công khi thành phố Bà Rịa và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm soát được dịch COVID-19. Chào mừng 30 năm thì họ đã lên chương kế hoạch rồi. Thì hiện giờ thì ở ngoài công viên giai đoạn 2, số người mà ở lại ngoài ở bên đó cũng vẫn trước. Từ trước giờ tới giờ thì vẫn có một số người ở ngoài đó để chăm sóc cây xanh. Xe tháo luôn sẵn sàng. Con người thì khi mà hết dịch thì họ sẽ đẩy nhanh tiến độ đó. Kể cả ngày thứ 7 hoặc chủ nhật họ cũng sẽ làm để kịp cái chào mừng 30 năm thành lập tỉnh. Còn bờ kè thì đã lựa chọn được nhà thầu rồi, thì đã sẵn sàng để đưa vào công mới. Kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời điểm tháng 8 năm 2021, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chọn 8 công trình, trong đó có 2 công trình khởi công và 6 công trình khánh thành. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn kéo dài, các chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu đánh giá và đề xuất lại những hạng mục đủ điều kiện thi công trong bối cảnh vẫn thực hiện phòng dịch. Và nếu dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư và nhà thầu sẽ nỗ lực hơn để hiện thực hóa kế hoạch tiến độ đặt ra trong năm 2021.